kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 19 tháng 7 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, do vẫn chịu ảnh hưởng của dãy áp thấp, nhưng phần hội tụ tập trung chủ yếu trên biển, nên ngày hôm nay mưa tại khu vực Bắc Bộ sẽ phân bố không đều về diện và lượng. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ có mưa nhiều, có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to và dông. Trong khi đó, tại các tỉnh thành ở phía Đông Bắc Bộ thì mưa phân bố ít hơn, xuất hiện rải rác trong khoảng chiều tối và sẽ không kéo dài. Do trời phổ biến nhiều mây và vẫn có mưa, nên nền nhiệt độ trên toàn khu vực khá là dễ chịu, với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay chỉ ở dưới ngưỡng là 34 độ. Những vùng có mưa nhiều thì nhiệt độ chỉ dao động từ 29 đến 30 độ. Dự báo kiểu thời tiết này sẽ tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ trong 2 ngày tới. Tuy nhiên, sang ngày 22 thì mưa có xu hướng giảm hơn về diện và lượng, ban ngày trời có nắng nhiều hơn, khiến cho nền nhiệt tại đây sẽ tăng lên mức từ 32 cho đến 35 độ. Dãy áp thấp cũng khiến cho mưa dông tăng hơn tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Trong ngày hôm nay cũng như là ngày mai thì mưa tiếp tục xảy ra nhiều nơi trên khu vực, đặc biệt là thời điểm chiều tối và đêm khi mà quá trình hội tụ xảy ra mạnh mẽ nhất thì có nơi sẽ còn xuất hiện lượng mưa vừa đến mưa to và dông. Trong khi đó, tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, mưa tập trung nhiều hơn từ sau 16 giờ với vùng mưa chính sẽ xuất hiện ở các tỉnh thành như là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Thuận. Từ ngày 21 trở đi, khi mà hình thế gây mưa suy yếu nhanh, thì mưa tại Trung Bộ chỉ còn xảy ra ở một vài nơi, ban ngày trời có nắng. Nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều sẽ tăng lên mức từ 33 cho đến 36 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do tiếp tục chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam, nên trong chiều tối đêm nay và kéo dài sang cả ngày mai, thì toàn khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác. Đến hai ngày tiếp theo, khi mà gió mùa Tây Nam tạm thời gián đoạn, thì mưa tại hai khu vực này cũng giảm dần, nhiệt độ vì vậy cũng có xu hướng tăng, dao động từ 29 đến 32 độ ở Tây Nguyên và từ 32 cho đến 35 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong 2 ngày tới trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 29 đến 32 độ. Từ ngày 22, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, mưa giảm, chủ yếu xảy ra rải rác tại khu vực Tây Bắc vào lúc chiều tối, nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng từ 31 cho đến 34 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày 20 và ngày 21 tháng 7, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 34 độ. Sang ngày 22, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn và nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên mức từ 32 cho đến 35 độ. Xuôi xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, vào ngày mai mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Trong hai ngày tiếp theo, mưa giảm dần, sẽ chỉ còn xảy ra ở một vài nơi, nên nhiệt có xu hướng tăng dần, đến ngày 22 nhiệt độ ở ngưỡng từ 33 cho đến 36 độ. Trở xuống khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong cả 3 ngày tới, tại đây mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông ở vài nơi. Riêng phía Bắc sẽ có mưa rào rải rác trong ngày 20, nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều, phổ biến từ 32 đến 35 độ. Tại khu vực vùng cao Tây Nguyên, ngày mai mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Từ ngày 21 trở đi, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông ở vài nơi, nhiệt độ tăng nhẹ trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Tại khu vực Nam Bộ vào ngày 20, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Trong hai ngày tiếp theo, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông ở vài nơi, nhiệt độ tăng thêm khoảng 1 độ và dao động từ 32 đến 35 độ. Trong hai ngày tới, tại khu vực thủ đô Hà Nội, thời tiết phổ biến là mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ. Sang ngày 22, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, mưa giảm dần xuống diện vài nơi và nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên mức từ 32 đến 35 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết ở trên biển, do ảnh hưởng của dãy áp thấp gây mưa nên ngày hôm nay và ngày mai, tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh. Từ ngày 21 trở đi thì mưa dông và gió mạnh giảm dần. Và đến ngày 22 tháng 7 thì thời tiết sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, mưa xảy ra ở một vài nơi, gió thổi với cường độ trung bình và không gây trở ngại gì cho các hoạt động hàng hải của người dân nơi đây. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.